chiên bông xong cơm bơ ai đóng sát sát cha thiệt rồi rồi lại cắt cá xuống cá ba nên chế bát tiền cơm mà tập xa cái nắp cụp bát chiên chỉ thiệt rồi xong cơm ai đóng chạm đất cao vấn nát chỉ thiệt rồi xong cơm ai đóng bị chạm đất cho nấy chỉ thiệt rồi nâng xong cơm lộc sợi sát sát cha nâng lộc rô nè rô là miền bắc miền tây này chỉ thiệt rồi nhưng ba chạm đất xin tục la và càng nghe nơi thì bệnh ngay ổn ở chiếc thiên này về cả tôi xong thơ ca bật hai mê riêng mũi để tôi nâng cười lìa Ấp tư vô nhóm miên của vốn nói đại thơ bật bằng hai thì mũi đề bình chống tí phí epidemiology tí bấy post bọc rồi lìa tí bốn anatomy tí phạm con sĩ con tí phạm dây bì con sĩ con tí chủ pathology tí phạm mũi classification tí phạm phí element prostate tí phạm bấy con vị ở tình nghĩa tí phạm bốn sĩ vị chọn thì mỗi definition bọc rủi lìa cứ chỉ các bác khoa tới lỡ bay thì có mỗi cơ đại bà tạo mà phí ca cầm đáy miền thời cái đáy kháng bác khoa tới lỡ bay thời mình cao liệt mỗi tiết át dòng phí dịch thì có sinh mệnh epidemiology cái dự kết khơi thá bác khoa tới lỡ át điếu chọn chương ong phóng là hồ tập 35 phía rối hay bác khoa tới lỡ ong phóng miền tập 35 phía rối át dòng domestic khơi miền chọn đó đó học sắp hết rồi về bằng đồng tra vai miền ta sai sắp hết rồi để ai rủi lia cái kết khởi chọn chính kế từ rủi lia đẹp mất là hồ đó cao sắp bay phía rồi rủi lia electric miền ta phổ mùi phía rồi hay rủi lia xí mất khởi tha cầm rò miền ta mùi phía rồi để tí bay giải vị câu thủ bọc rủi lia đẹp mất những kết khởi tha miền tràn chính kế phía tràn cứ pro phòng vì bác khoa tới lớp sức lẻ để mô vì áo ít kê phê nằm ảnh đề cả rô hồi con sức con áo ít kê mấy chơi gùi rủi lìa electric vì miền phì ai chạy trên chụp phí spell share nằm pro phòng à spell share phía chân vì tăng tới lớp cắt giác hồi rạc tê cắt giác rủi lìa pro phòng vì thơ ai gái lại thơ ai vì miền necro spike ai miền trombo hạ tê giác cơ vai nớ hồi chiên tới đó là con cài tí bấy rồi lia xin mệt rồi lia xin mệt nắng về miền chia liquid anclamat liquid acid thì có xịt bà rồi lia physics papo tới lơ rai dông đại dương chia ba cho mỗi radio therapy anatomy là bắt bấy miền bấy epiderm derm và hypoderm epiderm nó thì chia cú sai avascular hay đẻm cứ chỉ cốt đại nombril vascular hypoderm cứ chỉ cốt crescer đại mal vascular tiếp ram dạy về physio pathology nó về miền bụi lia về thôi miền hypovolemia đại hypovolemia nó về miền cắt về nằm mạn đại thôi miền hypovolemia tiếp mũi về xa ở miền cắt thôi cho nơi reflex osmotic đại về cắt lại nó về mạn ti bộ vì thơ và to phía lý hai việc bắt tư vinh nơi phía tư bây giờ mẹn thì phía sự kết sát chống sổ dồn ô ni vô tí suy ăn kết chè nắng vì thơ áo miền y bố là mì đại tại vì cát lãng và to phía và mẹn thì tí cao to phía kia lý hai việc bắt tư vinh phía tư bây ngay cao hai mươi tiết alteration ATPS sổ dồn nó potassium nắng vì thơ miền y bố là mì đại tí bốn tiếp tục nâng cả thôi cho nên mang bọc lỗ lẻ thôi miền hypovolemia modify tí modification cắt giá modification cắt giá nâng về cắt lại nó bây đại bồi liệp 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 thôi để bị cắt giá nó thì thôi cho tập về phần mạng thì tí phần mạng máu cai máu để bị cắt giá chấp đại mà màu nâu màu vàng hai phần tập về ngay là hỗn độn phần mạng sẹn cai máu để bị cắt giá cái thời ta lại vàng
ទី2និយាយពី fast secondaire fast malaria plam តបពី 4 ថ្ងៃក្រោយនៃការលាកហ្នឹង ទៅលើពូម៉ង វា ធ្វើ ឲ្យ ប៉ះពាល់ tracheo bronchic ដោយសារការ ហឺត ចូល នៃ female ឬក៏ swim ហើយ ទៅលើ rang ពេល ដែល មាន hypovolemia ធ្វើ ឲ្យ អង្សង renal តាក់ទង scale គេ សង្កេត ឃើញ ថា ពេល ដែល ប៉ះពាល់ ទៅលើ គុយទំនេ វា ធ្វើ ឲ្យ មាន brick គុយទំនេ hypersensibility of flora និង sensitivity និង hypertrophy ដល់ពេល អាតាំង articulia ហ្នឹង វា ធ្វើ ឲ្យ មាន ការ រឹង សន្លាក់ និង មាន osteom នៅពេល ប៉ះពាល់ ទៅលើ sensitivity គេ ធ្វើ ឲ្យ អ្នក ជំងឺ មាន depression បង្ហាញ ជា syndrome delirium class ទី 6 និយាយពី classification របស់ Broglie classification របស់ Broglie មាន profounder ដែល profounder នោះ មាន superficial និង profound superficial មាន premier degree deuxième degree superficial ដែល premier degree ហ្នឹង វា មាន clinic វា ធ្វើ ឲ្យ ស្បែក ឡើង ក្រហម erythem ហើយ douleur ខ្លាំង evolution វា synthetization ប្រងតណេ ហ្នឹង 2 ទៅ 4 ថ្ងៃ ទេ អត់ មាន scale ទេ តែពេល deuxième degree superficial ហ្នឹង វា បង្ហាញ clinic វា មាន ស្បែក ឡើង ក្រហម ហើយ trai douleur ហើយ ពេល ដែល យើង pression ទៅ លើ ស្បែក ហ្នឹង វា មាន decoloration ហ្នឹង ច្បាស់ evolution របស់ វា 2 សមែន maximum វា 20 ថ្ងៃ ហើយ វា អាច មាន អាច អត់ scale ចូល ដល់ deuxième degree profond វា បង្ហាញ clinic មក ស្បែក វា ទៅ ជា ពណ៌ រាងកាយ ឈូក វា អាច ជា ប្លង់ ស្រាល ហើយ ពេល ដែល យើង decompression ទៅ លើ ស្បែក ហ្នឹង ទៅ វា decoloration ហ្នឹង minim តិច តួច ទេ ហើយ cicatrization spontané 3 សមែន ទៅ 2 ខែ ហើយ cicatrization ហ្នឹង អាច retractile hypertrophy ហើយ ធ្វើ មាន scale ថ្ងៃ ក្រោយ ទី 3 Broglie tracheum degré ដែល មាន clinic ជា catenae ហើយ ស្បែក ឡើង ស្ងួត ហើយ អាច ជា ប្លង់ nacre ឬក៏ ខ្មៅ តាម ដង ហើយ risque នឹង thrombose ហើយ ពេល ដែល យើង decompression ទៅ លើ ស្បែក ហ្នឹង វា អត់ មាន decoloration ទេ evolution របស់ វា វា អត់ អាច cicatrization spontané ទេ ហើយ Broglie នេះ គឺ ទាមទារ មាន ការ ប្រកាត់ ជា excision វា យើង អាច ធ្វើ ជា grass ហើយ វា អាច មាន scale ហ្នឹង គឺ ច្រើន ហើយ complication មក វា អាច infection precoce និង malady thromboembolic នេះ ជា រូបភាព នៃ នេះ ហើយ Broglie យើង បែងចែក ភាគរយ ចំពោះ ក្មេង និង មនុស្ស ចាស់ គឺ ខុស គ្នា ចំពោះ មនុស្ស ធំ គេ ឲ្យ ភាគរយ ទៅ លើ ម៉ាកណាត់ កឡើង លើ 9 ត្រូង ខាង ផ្ទៃ ខាង មុខ 18 ខ្នង ខាង ក្រោយ 18 ដែរ ហើយ ដៃ ទៅ មុខ ទៅ ក្រោយ 9 ជើង ទៅ មុខ ទៅ ក្រោយ 18 ពេលនោះ ឲ្យ 1 ចំពោះ ក្មេង វិញ គឺ ឲ្យ ផ្នែក ក្បាល ច្រើន រហូត ដល់ 18 ត្រូង និង ខ្នង ដូច គ្នា 18 ដៃ ដូច គ្នា តែ ជើង បាន 13.5 ទៅ មុខ ទៅ ក្រោយ ពេលនោះ 1 គ្នា element prognostic តាក់ទង factor prognostic ចង់ដឹង ថា ជំងឺ នឹង ក្រៅ អត់ គេ ប្រើ angdech 1 UBS angdech United States Board ហ្នឹង គេ យក ភាគរយ total នៃ sepsis Broglie ហ្នឹង បូក ជាមួយ ភាគរយ នៃ lesion trocheum degré គុណ 3 បើសិន នេះ បូក ទៅ ឃើញ ថា វា ធំ ជាង តូច ជាង 40% បើ នៃ ថា ជំងឺ ហ្នឹង ស្រាល ធំ ជាង 60% គាត់ ធ្ងន់ ណាស់ ហើយ បើ ឃើញ រហូត ដល់ ធំ ជាង 200 អា ហ្នឹង គាត់ គ្រោះ ថ្នាក់ ខ្លាំង ហើយ មួយ ទៀត យើង gravity របស់ Broglie បើ Broglie lesia ហ្នឹង បើ ន័យ ថា Broglie ដូច ជាម ដូច ក្រែ តូច ជាង 10% បើ ចន្លោះ ពី 11 ទៅ 30% ហើយ បូក ជាមួយ នឹង មាន ត្រស ជាម ដូច ក្រែ តូច ជាង 10% ហ្នឹង គាត់ មួយ យ៉ែន បើ សិន ជា ចន្លោះ ពី 30 ទៅ 50% នៃ ដូច ជាម ដូច ក្រែ បូក គូប សំ ជាមួយ នឹង ត្រស ជាម ដូច ក្រែ ហ្នឹង ចន្លោះ ពី 10 ទៅ 30% ហើយ វា មាន factor associated ទៀត មាន movetazendal មាន lesion respiratoire ហើយ thrombosis associated ក្រៅទៀត អាហ្នឹង គេ ជំងឺ ធ្ងន់ ណាស់
ទៅតាមទីកន្លែងកន្លែងដែលធ្វើមានព្រួយលីហើយគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ដែលយើងអាចត្រូវចាប់អារម្មណ៍ទី1ពេរីណេទី2វីសាទី3ស៊ីគូលែរពេរីណេហ្នឹងវាដោយសារវាមាន risk គេ contamination បាក់តេរីយ៉ែនបើវីសាហ្នឹងវាច្រើនគឺប៉ះពាល់នឹង water respiratory ធ្វើឲ្យគាត់ប្រហែលការដកដង្ហើមបើស៊ីគូលែរប៉ះនឹងមុំវា risk គេមួយនឹង ischemic វាធ្វើឲ្យ necro distal ហើយតកតង prosthetic functional ដែលយើងធ្វើការវះកាត់បន្តទី1តកតងទៅនឹង mang ទី2ជឿនៅផ្នែករបស់យើងទី3 articulation ដែលធ្វើឲ្យ render articulation អាហ្នឹងទៅជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យផ្នែកវះកាត់យើងកុំទី7ចូលដល់កុំវិអត្តនីកុំវិអត្តនីនេះនៅនឹងកន្លែងភ្លាមភ្លាមយើងត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះទី1រក foyer bruilia ទី2យើងត្រូវថាតា bruilia ដោយសារអីទី3យើងត្រូវយកជំងឺហ្នឹងទៅត្រាំទឹកនៅអា bruilia កន្លែងណាយើងឲ្យគាត់ត្រាំទឹកដើម្បីបន្ថយការលាកហ្នឹងហើយបើគាត់មានពាក់ដូចជាជៀននាឡិកាអីខ្សែកអីបើមានយើងដោះទុកកុំឲ្យវាបៀមជាប់កាខ្លាំងវាកាន់តែលាកហើយយើងរមើលលេចុងអាសូសេនៅពេលដែលគាត់រលាកនឹងតាមមានត្រួតពិតអីថែមជាមួយតែអត់ហើយត្រូវយកគាត់ទៅនឹងរុំជាមួយនឹងជន់ស្តេរីលមួយយកគាត់ទៅដាក់នៅកន្លែងដែលមានអ៊ីសូតេកមិចហើយយើងឲ្យអាណាសេសិកគាត់អញ្ចឹងបន្ទាប់មកគាត់ចូលមកដល់ទី8ចូលមកដល់ទី8យើងត្រូវធ្វើអីខ្លះចូលដល់ទី8យើងត្រូវអីសម្ាងគាត់មើលពូលតង់ខ្ចងតង់ពេលទីតាវាល្អវាប៉ះពាល់លើអីខ្លះហើយយើងអាចសម្ាងនៅរ៉ូឡូស៊ីក្នុងពូលម្នាក់គាត់ភ្លាមភ្លាមហ្នឹងហើយយើងរសាក់រមើលលេចុងអាសូសេបន្ទាប់ពីព្រួយលាហ្នឹងតើគាត់មានត្រូវបន្តិចក្រានញ៉ាំនេះក៏ស្អីបន្ថែមទៀតអត់ហើយនៅពេលដែលយើងអាចសម្ាងហើយយើងអានទៅរោបន្តគាត់តើគាត់អាយុប្រមាណគីឡូប្រមាណអីដើម្បីយើងពេលតែយើងត្រូវកោរិសេទឹកអីយើងដឹងគីឡូយើងគុណគីឡូអីគាត់តាមនឹងបានហើយយើងត្រូវដឹងគាត់ថាគាត់រលាកហ្នឹងតាំងពីម៉ោងប្រហែលទីកន្លែងដែលគាត់រលាកហ្នឹងវាមានអង្គជុំអីអត់មានផុសមានអីអត់ស្រួលយើងសូវេគាត់ហើយតាគាត់រលាកហ្នឹងដោយសារអីយើងសួរគាត់ហើយអស់ហើយយើងចូលដល់គិតតេ Hospitalization តាគិតតេអីខ្លះដែលយើងឲ្យគាត់មកសម្រាប់ពេទ្យអញ្ចឹងទី1អាយុរបស់គាត់ធំជាង65ឆ្នាំឬក៏តូចជាង10ឆ្នាំហើយសៀវភៅព្រួយលាហ្នឹងធំជាងស្មាត10ទី2យើងមើលធ្វើ profounder របស់គាត់ហ្នឹងតើព្រួយលាកម្រិតណាហើយ localization នៅកន្លែងណាអាសងដែលធ្វើឲ្យគាត់មានព្រួយលាហ្នឹងដោយសារអីអញ្ចឹងយើងសម្រាប់គាត់ចូលទី8អញ្ចឹងចូលដល់ទី8យើងត្រូវព្យាបាលគាត់របៀបម៉េចទី1យើងត្រូវលាងសម្អាតគាត់ជាមួយនឹងសារ៉ូមប្រៃឬក៏ទឹកស្តេរីលឬក៏ solution antiseptic ទី2ប៉ងសំងហ្វេមេគាត់ជាមួយនឹងកប្រេសវ៉ាសលីនទី3យើងត្រូវរងព្រីសាទឹករបស់គាត់បើសិនជាជំងឺហ្នឹងមានអ៊ីប៉ូវូលេមីបើយើងសង្កេតឃើញថាគាត់មានអ៊ីប៉ូវូលេមីហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវមាន solution 2ដែលយើងឲ្យគាត់ទី1កូឡូអ៊ីតទី2គ្រីស្តាល់លូអ៊ីតហើយកូឡូអ៊ីតយើងមានអាល់មីនមានផ្លាស្មាមានដេស្ត្រងគ្រីស្តាល់លូអ៊ីតយើងមានឡាក់តាតសូតេក្លុយកូសេឬក៏សូតេប៊ីកាបណាតអញ្ចឹងនេះគឺជា formula អេប្យ៉ាងមួយដែលយើងត្រូវកំណត់ចំនួនទឹកដែលយើងត្រូវឲ្យគាត់បើសិនជាគាត់មាន hypovolemia ដែលយើងយក2មីលីលីត្រគុណជាមួយនឹងសៀវភៅព្រួយលាហ្នឹងគុណនឹងគីឡូគាត់ឲ្យបូកជាមួយនឹង2000មីលីលីត្រទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលមួយថ្ងៃដំបូងហ្នឹងគឺយើងត្រូវកោរិសេទឹករបស់គាត់ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីយើងកោរិសេទឹកហើយ24ទៅ48ម៉ោងក្រោយនៃថ្ងៃទី1ហ្នឹងយើងត្រូវបន្ថយមកពាក់កដាលវិញហើយទី3ទី3យើងប្រើអូទី4យើងប្រើអង់ទីវីតិចទី5អាណាសេសេសហើយយើងអាចចាក់សរមអង់ទីតេតានិចឬក៏វ៉ាក់សាំងអង់ទីតេតានិចឲ្យគាត់បើសិននេះគាត់មានប៉ះពាល់ទៅកន្លែងដែល risk គេហើយយើងអាចប្រើអេប៉ារីននៅក្នុងករណីដែលគាត់មាន risk នឹង thrombose ហើយតែតាមងស៊ីរីសកាលដោយខ្ញុំបាត់ផ្ហាអញ្ចឹងបើប៉ះពាល់នឹងកន្លែងដែលមានត្រូវ serious care យើងត្រូវធ្វើការវះកាត់បន្ទាន់ហើយយើងសៀវយ៉ាងអីខ្លះនៅពេលដែលយើងទៅតំងគាត់ហើយយើងមើលពូលតង់ខ្ចង់តង់ពេលទាអេអេហើយនឹង pressure venous central យើងមើលពួកហ្នឹងដើម្បីអីយើងត្រូវដឹងថាពេលដែលយើងកោសេទឹកបើសិនគាត់ក្រៅ
dương ao tắc bọc quát lơ rồi có quát dương ai mơ tam khi nè bọc quát nè dương mơ rơ dìa rái có cô dùng khăn này dương thời mơ hồi tạ tôn nâng paraclinic dương mơ emogram dùng khăn cứ ematocrit trong đơn thác ca cô dễ bỏ tắc dương lơ rồi có quát ionogram có dùng khăn này về miền bụi lìa tại vì miền bị bắt ionogram số dấu cô dấu nè nơi rêu rộng bọc nhóm mê riêng chọc này nhóm xong tỏ cho clinic mới nhóm mê ca clinic mới đã cho mà xong đạt được tìm lại bọn nhóm chừng ngày mua xe há dùng phần 7 chân nám còn nơi con cháy hay ở đó khách bông mồm cho mò tìm bẹt nhóm nâng ngày tìm một thấy khai bằng qua chân nám phí bọn phải buồn còn cho mò đại xa ca chư nữ khăn đại xa ca liệt chân cho mà đó dương su quát histoire bà quát tới quát liệt nâng ngày tìm mùi nâng châu máu đại gia ca chư nơi non bọc quạt nâng to bị ca rồi liệt tất cả đài quạt đam tập bỏ tới cục bục lỡ thừa liệt hơi quạt bàn tới clinic đam bay chỉ bà đã tại bành spray tới quạt nơi được chứ quạt châu máu giữa những ngày thì một hai thai và bị quan phải buồn mong đọc xem sự tì ông tây sơn bọc quạt tệ tôn nâng personal family giáo là khơi miền bành hà y tế hơi nhưng ấy mang clinic tới khi người ta xem ra có lo tế có miền đại luôn xăm với khu có mà rồi tổng trong rồi phải lưu bạc sập sinh phong người này xua tới cái chữ tại nơi non nên tế hay xem lại tích tuổi nó về đại dương ấy sẽ mang từ lời coi tình đấy từ lời non có khơi tham miền cà liền hay miền chụp phong tắc hay bài cà hóm hay về dương cho tới miền miền đại luôn trong tích tuổi hay mang tới lời áp đẩy xây tiết khởi thật thòm đá tế đi giải tiêu ấy thòm đá xin tôi ấy thòm đá tập nôn có thấy mơ tới ọt bạc bóng trả này tế chẳng dàn stake bó nhóm những kết thả chiếc rủi liên đưa chiếm đưa kể pro phong mà ai đọc rãm phía rối và liệt phần nắng ấy mang paraclinic như mơ em một rãm cho mỗi xe phê tại xe xe phê nhọt bàn mơ tế hay ní lật phó em một rãm khi lòng hình lái hay chọn về miền ăn phải chọn đá hay em mặc cái tết khơi ở toàn chỉ phải hai tệ chẳng nên chỉ chọn tết ở nên chỉ bị lòng clinic bỏ nhóm hay hoặc là chọn tết về đại miền para clinic vẫn nắng nhóm chọn tết positive chỉ rồi liên tới xem được cái profile đọc ram phía rồi cảm chỉ bao bỏ nhóm nhóm ao anh em của một thầy good hay ao sẽ tí tam đó bảy cả và thôi cả chữ chấp hay ao vitamin làm bảy chúng tôi làm còn ngày tiếp đi nhóm ao và thôi sờm anh em nó mà thầm bẹt đà với đọc gút hay cặp chữ ba năm ao cả đà hay lấy chia rụng viêm cả đấy hay ngày tiếp đi nhóm nơi ao và to cặp chữ ba cả đà cho đó ngày tiếp buôn đó tìm phở cặp chữ ba bọn nhóm nơi cả đà hay và cho khi bật qua ngay khỏi máu khơi thắt bài cột máu lại là ổ hay dương control hemogram mới tới khơi thật thòm đa tiết có nhóm HA cột ở thực tế hay dương công xây cột ở cột hộp sạch hay ni y chén hay ả tìm tế phí dịch chẳng hẹp cột tha nơi bê đài bây tư bì khai tựp ả ca liệu bọc qua đây màu tờ lọc màu thòm đà với viêm miền sẽ kê tích tuốt rồi có ai ọt miền và bọn nhập trọng Thank you.
ចឹងយើងតែចិត្តថានៅស្បែកនឹងវាអាចឯងក្រៅពោសិទ្ធិចឹង
Indian folk cast I own I am feeling this man set free of okay, AI but I lean the egg some apia that for lean it means the mind your that lean that I'm like joy lean as a man I but feel that tea I but one I chose that come clock that I lean for Paman Chanke about me grab throw up a seed grow from my time I got him with one SK that I ជាវាអាចប្រជុំនៃក្រុមមានអេសកាយចឹងទៅអញ្ចឹងជារបៀបពាណិជ្ជកម្មតែតែតែសេនធ័រធំទៀតប៉ុន្តែបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងវាត្រឹមត្រូវហើយអ្វីដែលមើលគ្រាន់តែយើងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតាមដានទៀតអញ្ចឹងបើវាស្រាលឬក្រេវាទៀតហើយជាផាកវាតូចអានោះវាអត់អីទេប៉ុន្តែធំត្រូវការការសៀវភៅមានការអនុបានតាមតែជាមិនតែដើម្បី ខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទអរគុណខ្ញុំបាទ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 ខ្ញុំ
been loaded and then it was coming from all that. បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយតកតងការព្យាបាលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបដូរពីមន្ទីរនេះឲ្យទៅជាស៊ីមេទៅសារពេលដែលគាត់ព្យាបាលហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមមានអាការៈរៀងឆ្អល់រមួលគាត់ខូចអីមួយថ្ងៃហ្នឹងគាត់ហូបអត់សូវបានចឹងទៅក៏ខ្ញុំឲ្យនឹងគាត់ទៅអត់តកតងអីជាមួយនឹងព្រឹទ្ធទេ ហើយយើងត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនសម្រាប់ជាជំងឺនេះវាសម្រាប់ពីផងនេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើតាមដំណាក់កាលរបស់វាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពីមុនមកយើងត្រូវការ prevention ប្រកាសជាជានេះ preventative ការសម្រាប់ពីអុកជួយទីរបស់មាន PPP អាចសរជាហ្នឹងបាទអរគុណគ្រូ
ខ្ញុំឃើញឡងអ៊ីនចូលហ្នឹងហើយអ្នកចូលរួមយើងអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ដោអឺអឺស៊ីឈូនៅចុងម៉ោងវិញទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងព្យាយាមឡងអ៊ីនចូល ទៅបាត់85ណែបើជាតតសូមក្រុមជើងសាត្រាចារ្យប៊ូសភាពគឺជាឆាសម្រាប់សម្រួលនៅថ្នាក់ទី3នេះបាទសូមក្រុមជើង ហើយរូបភាពខាងឆ្វេងដៃគឺបង្ហាញអំពីមេរោគហើយរូបភាពនេះល្អមែនតើព្រោះបញ្ជាក់ថាមេរោគនោះជាប្រភេទមេរោគអីដោយសារមេរោគវាមានកុកស៊ីនិងបាក់ស៊ីហើយកុកស៊ីគឺរៀនមូលមូលហើយបាក់ស៊ីរៀនរោគរៀនដំបងអញ្ចឹងដើម្បីតែត្រូវដែរមែនទែនគឺខ្ញុំលើកយកមកថាតើអ្នកជំងឺមានអាយុជ្រុលនៅប្រទេសគឺ
បាក់សេកដែលមានរាងជាដំបងដំបង Epidemiology និង Microbiology ហើយ reference ខ្ញុំលើកមកពី ខាង SOK ទេដោយសារ ខ្ញុំ reference ខាង យើង អត់បាន ហើយយើងឃើញថាវាជា series bacterial infection មួយ kidney gammaopathies ដែលកើតមានឡើងប្រហែលជា 250,000 ដែលបាន miss នៅ OPD និង 200,000 ដែលបាន admit នៅក្នុង United States ហើយអត្រាដែលមានការឡើងច្រើនជាងគេទៅលើស្ត្រី ដែលមានអាយុចន្លោះពី 15 ទៅ 29 ឆ្នាំ ហើយ មានរោគដែលប្រដេមិនគឺ Escherichia coli ប្រហែលជា 90% នៅក្នុង complicated pseudomonas នេះជារ៉ានបន្ថែមដែលបង្ហាញថា factor ណាមួយ ដែលបង្ហាញឲ្យអ្នកជំងឺនឹង risk ជាមួយនឹង complicated pseudomonas ដែលយើងមើលទីមួយគឺ abnormal anatomy មាន obstruction អ្នកជំងឺដែលបានដាក់ instrument ជាពិសេស polycarditis U ហើយអ្នកជំងឺដែលមាន immune suppression អ្នកជំងឺដែល increase small tract resistance អ្នកជំងឺដែល pepro អ្នកជំងឺវិលចាក់ ហើយជំងឺ pregnancy អ្នកជំងឺមាន comorbidity មួយជាមួយដូចជា diabetic mellitus ដូចជាអ្នកជំងឺ organism preference សម្រាប់អ្នកជំងឺដែលមាន sickle cell anemia អ្នកជំងឺនឹងប្រឈមមុខនឹង risk ជាមួយនឹង complicated acute pseudomonas ហើយ cost ផ្សេងៗទៀតដែលបង្កក៏មានដែរ ប៉ុន្តែ E. coli នៅតែជា មេរោគមួយដែលចម្បង predominantមែនទេ នេះគឺជាការ study នៅខាង United States ដែលគេ study ចំនួន total របស់វាគឺចំនួន 520 នាក់ 521 នាក់ ក្នុង 521 នាក់ គេបែងជាជា uncomplicated និង complicated នៅក្នុង uncomplicated នៅក្នុង 521 នាក់ total គេឃើញមាន 86.9% ជា E. coli ហើយនៅមាន 4.8% ជា Klebsiella pneumoniae ហើយនឹងមាន Enterococcus មានតែ 2.3% ហើយផ្សេងៗទៀតជា ដូចជា Pseudomonas, Enterobacter, Proteus, Streptococcus, Group B, Streptococcus, Staphylococcus, Saprophyta មានតិចតួច អត់ដល់ 1% បងអញ្ចឹង predominant នៅតែ Escherichia coli ឬក៏ E. coli ជាដើម ហើយ uncomplicated ដែលយើង study ទៅឃើញថា E. coli នៅតែដើរតួសំខាន់មានដល់ 91% ហើយនឹង Klebsiella pneumoniae មាន 1.4% ហើយផ្សេងៗទៀត មានតិចតួចមែនតើអត់ដល់ 6% ប៉ុន្តែយើងមិនសូវបានពិនិត្យហើយយើងកាន់តែ complicated យើងឃើញមានជា E. coli មាន 77% Klebsiella មានដល់តែ 8.9% Enterococcus មាន 3.1% ហើយផ្សេងៗទៀតក៏មាន តិចតួចតែមិនសូវជាច្រើនទេ ចំពោះ analysis ខ្ញុំយកមកតិចតិចទេតើតើមួយ flame plant មានកណ្ដាលខ្លួនហើយមាន constitutional sanctum មួយចំនួនដូចជាក្រៅខ្លួនអស់កម្លាំងមានញាក់ មាន ខួត ចង្អោម មាន ឈឺ ពោះ មាន ពេល ខ្លះ អាច មាន ដល់ tachycardia មាន hypotension ជាដើម Dialysis ក៏ ខ្ញុំ លើក យក មក បន្តិច ដែរ ដើម្បី កុំ ឲ្យ មាន ការ កើន យើង ឃើញ basic metabolism ធម្មតា ដែល យើង ធ្វើ routine នៅ ក្នុង ទី 8 យើង មួយ មួយ មាន trans amino acid grade A ជាដើម ion ជាដើម complete account ក៏ ដល់ ទួល នីតិ សំខាន់ ដើម្បី គេ ហៅ belong infection ក៏ infection ដើម្បី ស្រាវជ្រាវ ឲ្យ serum inflammatory marker COP ឬក៏ ESO ដល់ ទួល នីតិ សំខាន់ សម្រាប់ ការ ព្យាបាល តែ ជា ទូទៅ យើង តែង ទៅ មើល COP ដោយសារ COP មាន សារៈ សំខាន់ ក្នុង ការ តាម ដានទៅ លើ infection ច្រើន ជាង ESO ចំណុចសំខាន់បន្ទាប់ទៀតគឺ blood culture, green culture ទួលនីតិសំខាន់ ដើម្បី ជួយកាត់បន្ថយនៃការ resistant antibiotic ចំពោះ initial imaging study គេមិន recommend ចំពោះ uncomplicated case of the acute pseudomonas តើតើ យើង សង្ស័យ ថា មាន factor ដែល risk ជាមួយនឹង complicated pseudomonas បាន គេ recommend ឲ្យ យើង ធ្វើ initial imaging នេះ ជា រូបភាព មួយ បើសិន ជា យើង ការ ព្យាបាល បាន ល្អ ទេ kidney នឹង មាន បញ្ហា បើសិន ជា យើង ព្យាបាល បាន ល្អ kidney នឹង ល្អ ប្រសើរ ចំពោះ ការ treatment ដំបូង គឺ យើង ត្រូវ ដឹង ថា តើ ជំងឺ នេះ ជា outpatient department ឬក៏ inpatient department ចំពោះ outpatient department យើង ត្រូវ ដឹង ថា តើ ជំងឺ ជា ប្រភេទ អ្នក ជំងឺ ប្រភេទ អ្វី ដែរ ទី 1 គឺ uncomplicated pseudomonas ដែល គាត់ tolerant ជាមួយ នឹង antibiotic និង មិន មាន sign of sepsis ឬក៏ sepsis severe មក ជាមួយ ទេ ចំពោះ inpatient department យើង បែងចែក ជា absolute indication និង relative indication ចំពោះ absolute indication យើង ត្រូវ ដឹង ថា អ្នក ជំងឺ ប្រភេទ អី ទី 1 អ្នក ជំងឺ ដែល មាន concurrent urinary tract obstruction មាន ន័យ ថា យើង ក៏ ឃើញ ថា គាត់ មាន obstruction ត្រូវ គាត់ ឲ្យ សម្រាប់ ពេល ទី 2 fellow outpatient therapy មិន ជោគជ័យ oral antibiotic ទេ គាត់ អត់ អាច ញ៉ាំ បាន គាត់ ខួត ខ្លាំង ឬក៏ អ្វី មួយ អានឹង គឺ បរាជ័យ អ្នក ជំងឺ ស្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ ត្រូវ ការ សម្រាប់ ពេទ្យ អ្នក ជំងឺ ដែល មាន sepsis គាត់ ត្រូវ សម្រាប់ ពេទ្យ ដែរ ចំពោះ relative indication ត្រូវតែ ជំងឺ ដែល មាន poor social support មាន ន័យ ថា គាត់ អត់ មាន អ្នក កន្លង មាន អី គាត់ ត្រូវ ការ compare ជួយ យើង compare យើង គួរ តែ គិត ពិចារណា ដែរ ក្អែត មាន ជំងឺ ហ្នឹង បើ យើង ឲ្យ គាត់ ផ្ទះ នេះ គាត់ មាន តែ នេះ ទេ
ដែលអ្នកជំងឺដែលមានហើយនេះអ៊ីនហ្វេកសិនមកទីកាត់រីស្តតតែគាត់គួរតែប្រឈមមុខនឹងការសម្រាប់ពេទ្យដែរអ្នកជំងឺដែលមានឆ្លងនៅពេលដែលគាត់សម្រាប់ពេទ្យយើងហើយយើងធ្វើព្យាបាលរបស់ជំងឺមាន
Hay pe na dai jeung ket tha jeung kong sul chmua customer service consultation na chi bisa la lu sa ta cha pu su phiep dai kot chmua dai tha ko rom ta dong pe na dai kong sul kot ti muoi ni comment sma kong sul kot a chu chlo na gratis hai vi tu ni track obstruction da pe dai jeung tu imagine ta khoe ta obstruction ni khu ni dai ka tu ak pu chu ta ko hay dai mu tiet bae chi lu ni kot lu ni am normal ni ni ta kot ak normal ni pi kon na da obstruction ba tu chi jeung pa ni bte đặt tới đặt một cái như chụp chơi cả có liên đơn cả chụp được căn ở Euro này một là bây giờ khi nó sẽ người ta cái bản năm của được chọc của nhiều chơi này ở đây thì sang đi là trong lương trong áo chưa kilo ra đi xin lại làm khi sắp sang chủ đô đi ở bay bay nhé nơi nó ở thì công tư bên bên tỉnh lý ca sắp sang tới bên hà ở khó bên hà Juricaster không chuẩn nào ông bây giờ của anh nhé nên positive chủ đô học sở cũng nhé ở bên mạng thì sang sắp chơi cả bên kia đôi đang đặt ca chơi cơ năng nguyên positive cho sản phẩm của lễ nó kỳ đạo đó là phẩm án chí một phần một phần chất và khá chân như khá chân nó tạo ra tu nhiên tìm khăn sử dụng chú cảm thông hay sử dụng tìm được như mình khá chân nó không bị lợi của mình nguyên phóng sống của lễ positive sản phẩm chất và bị kết nối như ở y cổ lãi nguyên hạ sản phẩm của lễ đó sẽ làm nguyên phương nhé ở đâu ông đồ có phát triển đoàn nhé thì đồ có AVP nhé không sẽ chết tiếp với tu sử dụng của mình không đặt khá chân như mình sản phẩm của cảm thấy không có phát triển pi cái này là positive hay cái một cái mối kết nối này, rồi cái liên sản của việc rồi sẽ trên trên biên tiếp tục mình đang ở từ từ biên chân ở trong cái study trong xem xét cái sản phẩm của mình hàng ngày rồi đấy là cái đồ mình sẽ chịu được. Anh trong hàng ngày bạn được nó số lo injection anh được cái display AUS dài là đặc trưng anh còn biết chưa là cái study trong cái đồ đấy là cái option này. Cái một hai cái khác cái system tôi đang phơi đồ gì mình đâu sẽ chịu rất chi pro lòng à ta đây sẽ đọc khá sập luôn cái đồ chơi cũ mình đang đây ở đây một lớp cũ sẵn sang sập của một chiếc nữa sẽ có sport đến nên nó sẽ sập pin pro đi hai cái kia đẹp hàng này hai sạc sinh sạc thêm điện thi anh đi cả sim nên đi đi về nhà mà tại cái này sẽ là cái khu chậm anh đi cả sim đương nhiên là một phần chất của một pro hay ở đây mình đang nghe một phần một pro chất thôi và tạo vì là tôi bị dùng khăn ở đây còn nơi cái system này mình phải chỉnh phải chỉnh Professor study with long potential with the chance to be one of the one of the first to be the equity long hot subject parameter to study with the 19% hay ក្នុង ចំនួន 1177 នៃ clinical positive equity នឹង រហូត ដល់ 554 អ្នក វា 42% ជាង ការ ទទួល ទៅ ទៅ ហើយ ត្រូវឆ្លាក នឹង នឹង ចំណាំ 3.1 អ្នក clinical positive 9 អ្នក វា ស្មើ 32.9% អញ្ចឹង ក៏ នៅ ដល់ ត្រូវឆ្លាក នឹង នេះ ពួក នេះ ai đó hai sản phẩm lịch sử kiểm tra khác anh đi cái gì miền đó là cái sản phẩm biển rồi là cũng đi đây bên này miền cái sản phẩm đi biển rồi chắc cái gì chúng muốn cái sản phẩm nó cũng tên rồi đấy là sản ra ở đây chúng ta làm cái gì miền một cái vùng biển rồi chúng ta làm một cái chắc làm cái gì sản xuất cái vùng biển rồi chẳng đi hàng hai biết đi bên này miền là ra sản xuất ở cái sản phẩm biển rồi ta đi sản phẩm là một biển rồi chắc cũng xong này chúng ta đi cũng tập trung này bên đi trọng trọng thì bên đi có nhau trong bàn ở bộ dụng vấn đăng ai ở dựng được đồng bên đi cứ bảo sống khăn từ đường cả study đồng bây bảo là anh tỉ tích đồng bây cảm thoát ra về sử dụng đồng bây test report nó trên mạng cứ đồng bây chú ý chú SOSO học sập bốn chứ nám bên đồng sai sập răng bởi lỗ và buông mùi mai học sập răng và nó bị được chắc đồng bây cảm chí thì có chỉ cách sử dụng phòng là có nhiều chỉ đẹp xây thế hay là con mau nông mê xin phần nông có nhiều từ miệng ra luôn hay là nhẹ còn ra luôn nhẹ ra là biết chưa quên cô cả nó hay ông làm lang như chưa quá cái cái bên bản thân thôi hay còn bạn chưa mình chờ lại thì chờ người ta có ở đủ thế hay nè chỉ cứ bằng đó đi bệnh mà tập thiết cảm chịu chân bảo hiểm được ngày thì một phần còn biết hay ở biết chưa bị còn phải buồn chấm này như sản xuất được hai không biết tôi đi có bao lâu đi cái con sông dạng khoan hay những cái gì muốn làm xem mình biến thế investigation là những chỗ một tiếp liên quan tới làm là test có những thời gian và đã xây là buồn còn chiếc xe tay đâu đang rơi đầu phim nên nó cái sổ không muốn chết ở trên sổ không muốn chết sai sổ để rồi lấy cái thang chỉ bắt chuẩn bị infection mà đây em một đi mà con người chỉ một ngày để bắt chuyện cả những cái chỗ từ xe lên ăn luôn là sai sổ rồi đây là cái a với cái a đi rồi chứ vì nó mà thế nên con rằng nhà y dùng nội nên nó mà cũng ECG nên các con phòng đã sử dụng stream thì đã chỉ cả đi stream nếu ở các điều ấy thì mình sẽ gặp hàng cái đó sẽ biến thành các vấn đề thì cuộc là sao cái thêm biến chỉ gặp hàng chỗ thì mình sẽ biết là cái mà nó chỉ là tôi không tận này để cuộc phí coi rằng để cho khách hàng chứng minh tôi chứ bộ lộ kia là xin là chứng là ở GCS bảo vật đó
rung chang ti sbot kot ot mien banha sleak smang te kru pien nang thong da focus sai ot mien te next stimulus ot mien kot kra rung sang ko ba den chue pe pu te nang je ning ni han che ka kot ot mien sing lo lo sai da je ket kot mien mien nang sing ko ai sai te bo da je lu bo le kra la hai ai mo sing sat ba ko sang ko nong ma nang don da pe sa ai ai a la sa pe sa mo le ke ni nang da de ai ke pa ni ke ni sam ma ne le ha sa mo le ke kot kot ที่เราปฏิบัติที่กันนี้ในนี้คือเราทําได้ทําให้เป็นเวลาเราก็ได้ทําได้เอามีได้ที่เราสร้างรูปที่ต้องทําให้โอเวอร์ซาวด์ไฟต์ตรงนี้ที่เราไม่ทําให้ได้ผู้ทําลูกนี้คือการก่อนเดิมที่ทําลูกต่อจากที่สมมุติการรูปที่เรียกว่าเป็นรูปของเราต้องเป็นรูปแบบที่เราทําได้ไอ้นี่คือที่เราทําได้ทําเพื่อการเข้าเชื่อตัวเนี่ยอยู่นะในการแสดงในเชิงในกระบวนการที่เรียนรู้การเล่นบาสิลิ ไอ้นั่นก็ต้องมีในตัวนี้ที่เป็นโลกคัลเจอร์ที่โลกการเรียนภาษาอังกฤษที่เอสเซนเชียลคอมมิตี้อะไรก็ได้เลยสิสต์ได้เซ็นเซนซิทิฟิเคชั่นคือพวกเมนูเป็นไงเป็นสิ่งที่ต้องเป็นอันดับสิ่งไอ้นั่นก็มีทั้งหมดนี้คือพวกความรู้ทางด้านไอ้นี่คือที่ยังทำการสเปซไปบอกว่าทางการเรียนออสตรเลียต้องมีการสเปซอัพเดต ไอ้คอนเทนต์สเตรเตอร์ตั้งแต่สนามตั้งแต่สมัครแม่โค้ดอัพเครื่องเรียนออสเตรเลียเด็กตอนที่ทำสื่อบอกว่าเมื่อเริ่มออกสื่อสารตั้งแต่เราเริ่มสื่อเองเมื่อเริ่มคอนเทนต์ปีเตอร์คือเรื่องออสเตรเลียแล้วก็การเจริญเชื่อใจถึงพวกเราบริษัทที่บางที่คือเจริญบริษัทยังบางแห่งนั้นคือการไปบริษัทประกอบการอินเตอร์บูลบอลในเซ็นเซนต์อัพเครื่องเรียนไอเทมเครื่องต่อมาต่อ อันนี้คือการควบคุมในตัวตัวมาเต็มที่ต้องมีบอลไม่ให้เขาโอซาร์ซาวด์เจ้าตัวซาวด์เนี่ยยังมาหนุนมองเลยในอีมาสตรีมที่แบบว่าคอนเฟิร์มมองไหมไอ้ทุกวันชุดยาสเตอร์ก็ที่อยากชุดเรื่องมาที่สุดในที่น้องอินิสชอบในที่มัวแต่ในที่มุดที่มาที่บ้านสมมติเชื่อไปก็ทำงานของความมีการรู้ในทุกการชุดเราจะมีเงินเท่าไหร่ถ้าโอซูเต็กเนี่ยเชื่อที่ไปเป็นผู้เลือกตั้งเหมือนสักความมีจบจบเราผู้เลือกตั้งยังมาแต่อีไปไม่ที่สามารถตัดสินใจได้สั้นเราที่เป็นวันนี้
ក្នុងទី8ថាតើវាត្រូវជាមួយនឹងកាលណាមកនេះមាននិយាយថាអ្នកជំនាញនេះគឺយើងត្រូវអាចសេពីពីរបបមេត្រូយើងចាក់សន្តិភាពពីមិនឬក៏អីជាហើយរីកបានអូបេណូទីជាក្រុមទីដែរហើយក្នុងអាចពីអាចជួយតាមមានបាទសិលចុះបន្តិចនៅសល់9លើកពូលហើយថាតវត្ត82យកទៅជា20មកអ្នកជំនឿនៅតតមានកៅខ្លួនអ្នកជំនឿនៅតតមានឈីពោះប៉ុន្តែថ្ងៃទី4ថ្ងៃទី5ចាប់ដើមមានក្រាមស្ទែចាប់ដើមចេញបន្តមកយើងជាបាក់ស៊ីក្រាមដែរក៏ពេលចេញជាបាក់ស៊ីក្រាមនេះខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តបដូរពីសេតពីយ៉ាងសរុបមកមានរបៀបណាដំណោះដូចថាហ្វីសតានីជាខ្លួនក៏អ្នកខាងមេរោពេលណាគឺអរឧបសគ្គអ្នកជឿគឺថាគាត់មានវិស័យការខាងមិនដឹងថាប្រើសម្រាប់ជួយជួយចំពោះថ្ងៃទី6បានចេញ culture មកជា e-collage 81មេរោពេលណាជាងនិយាយថាយើងយកប្រើទៅអត់ខុសទេយើងប្រើជាវិញរបស់ចេញតែខនគឺថាអត់ខុសប៉ុន្តែអ្នកជឿនឹងចូលតាមដែលខ្ញុំក៏បានចូលអង្គទីតាមតតដូចសារនៃការសរុបវាបត់ទៅលើអង្គទីតាមតផងហើយវាជួយមានការ retention hydrosode ផងមានថាបកើនសពីឈាមផងបត់ទៅលើតាមតផងនៅក្នុងឯកសារអ្នកជំនាញចូលចូលបន្តមកទៀតថ្ងៃទី7អាចជួយចាប់បានយើងបានគូរីសេតបន្ថែមនេះបន្ថែមអង្គទីតាមតអ្នកជំនាញចាប់បានការសពីឈាមគឺថា12ហើយផ្សាយបន្តទៅទីមឈាមមុនហើយយើងឃើញថោសចាក់ឈឺពោះចាប់បានថយកម្ដៅគាត់ចាប់បានថយហើយខលឈឺរបស់យើងជាប្រភេទទៀតបាត់បន្តការព្យាបាលបែបហ្នឹងបន្តទៅទៀតរហូតដល់ថ្ងៃទី8ក៏មិនមានការគ្រូអ្នកជំងឺចាប់បានធូរបាត់ឈឺពោះអ្នកជំងឺអត់មានការគ្រូទេយើងបន្តការព្យាបាលហើយដូចថាយើងចប់នេះបាត់ប្រុសជាអតិថិជនតោះតំបន់ទេតែ3ថ្ងៃទៅប្រទេសតោះមកថ្ងៃទី9ថ្ងៃទី11យើងបន្តការព្យាបាលបន្តទៀតអ្នកជំងឺហ្នឹងគឺមេរោគវិញ្ញាណបាន7ថ្ងៃតោះមានបន្តគេអាចជឿអត់មានសំតោមកទឹកអីទៀតទេក៏គាត់យកមកសម្រាប់នេះឆែកគាត់ហើយប្រសិទ្ធគាត់ល្អថាគាត់ល្អហើយគឺអីល្អតែគាត់មកសំតោហើយខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តបន្តអមតាំងដូចថាក្រុមទី4ក្រុមទី7នេះអមតាំងដែរទី2នៅក្នុងការថា outpatient department គាត់មានគេនិយាយថាអមតាំងដែរគឺគាត់សម្រាប់អមតាំងបន្តនេះពេលគាត់ហើយបើមិនគាត់ក្រៅខ្លួនឯងគឺថាគាត់បន្តអូនេះមកតាមជួយរួចបានបងប្អូនហើយ contribution អ្វីដែលជាជាកូនពិសេសគឺយកតាមអ្នកណា
you after you the activity has a hands most infection bacteria mean as that from the NPP that you put na I woman hai more risk than man sang anatomy of our copy or other sang to sang got you the enemy small to ka assess hai ni so ka chi ba do hai you need the recurrent immune system with antibiotic that you for ba ka chi ba ពលរដ្ឋជាគួរតែកត់ថាទៅធ្វើជំនាញខុសឆ្គងសម្រាប់ខុសឆ្គងដើម្បីកាត់បន្ថយការអត្រាវិស្តិនរបស់អន្តរជាតិហើយសេចក្តីជំនឿមិនជាបានដំណើរទេជំនឿក្នុងការដែលជាខំពីទេជារងនៃនតិសិទ្ធិដែលអាចបកបោដល់ជីវិតរបស់អ្នកជំនាញហើយបានអរគុណដល់ជាសូមប្រជុំសូមអរគុណដល់អ្នកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានជួយជួយនេះហើយជារូបភាពការមួយនៅតែបង្ហាញអំពីរូបភាព របស់ទីប៉ែនរបស់ទីកម្ពុជាចិត្តរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹងហើយកម្ពុជារបស់ជាលំដាប់របស់ប្រទេសខ្មែររបស់យើងផងដែរហើយខ្ញុំសង្កេតថាការប្រេសិនរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះជួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីជួយកាត់បន្ថយនៅអាការអាការ ហើយរងចាំខ្ញុំសូមសួរទៅអូនវិញហើយជារឿងល្អហើយក្នុងការជាបាននេះរងជាទៀងទាហើយខ្ញុំសូមយើងមានហើយអីផ្សេងៗចូលរួមទាំងក្នុងករណីដែលអូនបានបង្ហាញការជាបាននេះគឺមានមេមូលខ្ញុំល្អហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនៅមានការសង្ស័យនោះទីមួយថា ទីមួយថាតើតាំងពីដំបូងមកក្នុងការពិនិត្យអ្នកជំនាញអាចអូនបានធ្វើពីពីមួយតាមដែលសិនហើយរួមអាចទៅធ្វើអុកស៊ីហ្សែនសម្រាប់ដើម្បីទៅស្តារនិងទៅទៅទីអត់ទី2តើអីសម្រាប់ជំនួយតើយើងបានធ្វើអត់ទី3ព្រោះយើងថាអត់ដឹងថាខ້ອຍនៃស្តង់ទៅទូទាឬអីតើអ្វីដែលនេះតើបានធ្វើអត់ទី3 ໄປເອກໂອຄາມີລີສາອີເນຍາຕາຍັງບານຄອນເຟີມໄດ້ໃຫ້ເຊິ່ງເປັນອາຊີບາຈອມຖ້າຄູຫາຍຖ້າສາຫຼືເປັນອາຊີບາຫຼືເປັນພັນໄປບາດຄູອາບາອໍຄົນຄູສຸນໂລຄູບາດເອົາມາເດທີ 1 ហើយទីនេះទីនេះបានសម្រាប់ទៅអបរិយសេនទីនេះហើយស្ទេនតែក៏យូរទេយូរទេតាមបានទៅទៅជាជួយដល់ខ្ញុំហើយអេកូដែលបានស្ថាវិរិយថាស្ថាយ៉ាងហិចតាមមានផលទីនេះគឺអត់ទេហើយចូលបំពេញជាបានហើយថាស្ថានេះបានទៅទីនេះបានយ៉ាងហិចហើយយើងចង់ដល់ហ្នឹងគឺអត់ទៅមិនទៀតអរគុណ បាទបាទបាទគឺទីមុនគាត់ថាលោកបានសួរថាតើយើងសង្ស័យថាគាត់មានអាចអបស្តាឬអីផ្សេងអត់ជាផ្សេងអាចជាBPA ឬក៏មានខាល់កាឡាយឬក៏អត់ចំពោះខ្ញុំបានសាកសួរគាត់ទីមុនខ្ញុំសួរទៅហិស្តូរីរបស់គាត់ថាគាត់មានរោគសញ្ញាមុនដែលគាត់ចូលមកពេទ្យថាគាត់មានរោគសញ្ញាទីតើតើមួយហ្នឹងហើយមានហាយប៉ូប្រូសាទីហាយប៉ូត្រូហ្វីឬក៏អត់ថាគាត់មានប្រវត្តិនោមទេ ហើយតែគាត់មុនចូលពេទ្យហ្នឹងតែគាត់មកខែពីរខែគាត់មានប្រវត្តិនោមទេហើយនោមមកមាននោមសល់ឬក៏នោមពេលនោមបាញ់ខ្លាំងហើយតំបងប្របាក់ហើយបន្ទាប់មកស្ទូទៅវិញហើយបន្ទាប់មកនៅមានសំណល់ទឹកនោមនៅចុងក្រោយហើយគាត់មានប្របាក់រោគសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងទេខ្ញុំបានសួរហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំ confirm ជាមួយនឹងខាងអ៊ីម៉ាស៊ីខាងអេកូបន្ថែមទៀតខ្ញុំបានសាកសួរទៅគេបន្ថែមទៀតខាងអ៊ីម៉ាស៊ីហ្នឹងគាត់ថាអត់ឃើញមានរោគប្រូស្តាតទេហើយបើតាម history របស់ខ្ញុំខ្ញុំបានសួរទៅគាត់ថាមិនមានដូចជាមិនមានរោគសញ្ញាទៅលើបញ្ហាការរីប្រូស្តាតទេបាទហើយចំពោះយើងឃើញថាការ urinary stasis
ta ta dùng bàn control lang với tất trong bàn control của đặc trong cho chuẩn từ tất cả luôn này toàn là đó. Tập bốn các con chim khang em bác sĩ còn để cố và đặt dùng để stasis và toàn trong từ mưa lưu tìm bí khơi miên nơi miên dù điện để stasis bằng tay mình chờ tới tên tuổi của bên nhóm khơi tên tuổi chứ nhóm cân thai là cao thở việt nam bằng dưỡng hay chia lộ của dù khơi sọt tên tuổi chứ mà khi mà tôi ăn tìm tên bó ra tôi đã còn được tiền của tôi chúng tôi urinary analysis dương ban thơ đó mình ta dương ập ban thọ mau được urinary analysis khơi miên vai blood cell can lang của vai blood cell can lang này mình ta được không nitrit up positive và thay bắt đầu nitrit vi chỉ một hai bước bị chạm tham vi chỉ e coli mình ta dương khơi ta up khơi nitrit positive mình ta dùng lần được cân thay chỉ e coli rồi này để dùng đồ tâm mê rồi này để bên trên gram stand dương ban thơ đó mình ta dùng bảo ban thọ mau được urinary analysis stop test nhưng mà thường đấy mình ta ăn khi chỉ nitrit positive thì và về chứ mình thấy những lần tôi cần chỉ E. coli thì đấy mình vẫn còn tha mình là nitrit positive mà ta phải để cho mà nó ta lại sang cái này xong chẳng gì mới buồn đi chẳng ăn cái con đã không tí anh chụp máy ໂດຍແນ່ບາດຄືເຈດເລື່ອງສຳຄັນທີ່ເປັນອິນເຕີອາຈຸຍໃຫ້ເຈົ້າຕຶກຖ້າຮູ້ທີ່ອາດໃສ່ຈັ່ງອ້າຍແຕ່ເລື່ອງໂພຊິໂພຕີເຈົ້າເລື່ອງຖ້າທີ່ອາດເປັນຈົ່ງຢູ່ແນ່ໃຫ້ນັ້ນໃສ່ໃສ່ເຈົ້າຈະຫາຍຄືຕາມສະແຕນລະຫົດດອນໄຮຕາມຕາມຈັ່ງຕາມສະແຕນອາດາໂບຍຈັ່ງຕະຢາມໃຫ້ຍັງບໍ່ພໍສັດຕໍ່ແຕ່ຕິດຕົວໂພມາຄືໄມໂຄຣາມານີ້ຈະຮູ້ຊ
Metro,
làm lấy lúc cá áo dân không ngồi để tích cập trong các anh hắn vì ai ai dân viên thì sẽ là chúng ta bằng bản thân trong bản thân Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Jangan sampai di sini dia menolak tim, menolak